Lại một kiểu dáng phá cách nữa bác ạ. À, con này là một củ 8 nhé, 1,8 triệu. Rất là phá cách luôn. À, con này thì em thấy giờ là cũng khá nhiều bác nữ, chị em nữ, bác nữ này, chị em nữ đeo phong cách này, trẻ trung, lịch sự. Trẻ trung, lịch sự, phong cách công sở. Nói chung là trẻ trung. Con này đồng hồ của Nhật Bản ạ, bạn. Đây nhá, Japan. Japan. Đặc biệt là những dòng dây dây của nó dây cá sấu thì là nhiều. Dây da bò, dây cá sấu rất là nhiều. Nhưng con này là dây kỳ đà bác nhá, dây kỳ đà. Dây kỳ đà rất là ít, ít có dây kỳ đà lắm. Đây con này dây kỳ đà. Đấy. Con này 1,8 triệu. Con này nữ lên tay thì đẹp lắm ạ, nữ lên tay, nữ lên tay nó phong cách nó lịch sự ơi. Đây này. Form tay em báo cáo bác Tuấn các bác là em phải tay nam nhìn nó không được ấy lắm. Đây. Các nữ nó lên tay thì nó đẹp. Lên tay đẹp lắm, nhìn nó phá cách đi. Mà đa số đồng hồ này nữ đa số đeo lên trên này rồi. Lên trên này. Nó phá cách, viền vàng mặt trắng, kim vàng, cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ. Hàng Japan. Đấy, Japan ạ. Rất là đẹp luôn. 1,8 triệu. Dây kỳ đà. Dòng này các bác mua cho tặng có ai. Đấy. Dây hầu như là chưa đeo các bạn. Đây này, cái vết đeo này, cái lỗ này này, chắc kẹo đeo thử lần hai lần. Hầu như là không đeo. Được chưa? Dây kỳ đà 1,8 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Hanel à? Hanel. Hanel. Đọc nó cái gì nhỉ? Hanel Mori cái gì? Đọc nó khó lắm bác ạ. Không được đọc, học tiếng Anh thì đọc nó thôi. Bác đọc hộ em. Con này có cả cửa sổ, có cả lịch tuần và tháng luôn đấy ạ. Rồi, chào các bác. Giá 1,8 triệu ạ.